At Infineon, our deep understanding of solar, wind, and power conversion allow us to optimize products to deliver the high efficiency, performance, and reliability needed in these applications, such as our cool SiC solutions for best-in-class efficiency, and our Easy Power Module family for flexibility and scalability. Solar installations use different types of inverters based on their power range. Microinverters are designed for up to 1500 watts and require a compact and high-efficiency design. Our Optimos MOSFET and Cool SiC diode families are ideal for the DC to DC stages, while our Cool MOS offering is recommended for the DC to AC conversion. Multi-level string inverters up to 5 kilowatts can take advantage of our low-voltage Optimos MOSFETs and the reduced conduction and switching losses. String inverters up to 10 kilowatts will benefit from Cool SiC MOSFETs and diodes or IGBTs in our high-speed 3 and trenchtop 5 families, while inverters exceeding 30 kilowatts are best served by the high density and high efficiency provided by our module solutions, including Easy Cool SiC, Easy Booster, and 3-level Easy 1B, 2B, and 3B products. In central inverter solutions, 2-level or 3-level NPC1, NPC2, or ANPC topologies are preferred. A 3-level topology is widely used as it enables higher efficiency levels. Our Econo Dual 3 family, 62mm modules, and PrimePack 3 and 3 Plus modules are best fit to create inverter solutions up to 3,000 kilowatts. Wind turbines, which are typically rated from 1 to 10 megawatts, require power electronics to deliver high power density while providing robust and reliable operation for up to 25 years. Infineon's PrimePack 3 Plus modules, leveraging our IGBT5 and DOT-XT joining technology, offer up to 25% higher power density or 10 times longer lifetime in wind power applications. The overall performance of renewable energy generation benefits from energy storage systems that balance fluctuations in demand and supply. Whether these are utility, commercial, or residential storage solutions, they require power conversion and battery management systems. If you design power conversion systems up to 30 kilowatts, the best choices are discrete Cool MOS, Cool SiC, and OptiMOS switches, while Easy and PrimePack power modules offer efficient design for energy storage systems with a higher power. Infineon's comprehensive portfolio meets the requirements for your system solution based on our Cool SiC, highly reliable IGBTs, and power MOSFETs in both discretes and modules. As every switch needs a driver, our offering includes optimized gate driver ICs complemented by sensing, control, and security components. Learn more at infineon.com/solar. Cái nhà máy sản xuất hydro thì nó không nối vào với cả lưới điện, tức là ở đây mô hình này tức là sẽ sử dụng nguồn trực tiếp nguồn điện từ từ các cái nhà máy năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời để sản xuất trực tiếp với hydro, và các nhà máy điện này nó không nối với hệ thống, và cái hydro này sau khi được sản xuất ra sẽ được lưu trữ lại và sử dụng các cái đường ống hoặc là tàu vận chuyển để phân phối đến các cái nơi tiêu thụ ở những cái vị trí cần thiết. Thì trong cái dự án này thì bên mình làm một cái đề xuất nhỏ nhỏ về tiềm năng để ứng dụng cái mô hình, tức là mô hình không nối lưới này, để sản xuất hydro tại Việt Nam. Thì đến phần thứ hai, mình sẽ trình bày sơ bộ về cái ý tưởng của dự án và một số các kết quả vắn tắt thôi. Thì dự án này được đặt vấn đề là như này, tức là mình có hai cái nhà máy điện, một nhà máy điện gió ngoài khơi có công suất là khoảng 800 MW và một nhà máy điện gió được đặt trên bờ có công suất là 49,5 MW. Chủ tư thì muốn là sẽ dùng điện năng của hai cái nhà máy này để cấp trực tiếp cho một cái nhà máy sản xuất hydro đặt ở trên bờ, và họ muốn là xác định xem là liệu là cái nhà máy sản xuất hydro bằng cái phương pháp điện phân này thì sẽ có quy mô công suất là khoảng bao nhiêu, quy mô công suất điện là khoảng bao nhiêu megawatt. Thì có một số thông số đầu vào
Cái thứ nhất là cái tức là cái đầu tư của các cái loại hình này, ví dụ như từ của điện gió ngoài khơi thì nó cỡ khoảng độ 1,59 triệu đô trên 1 MW của cái nhà máy điện gió trên bờ này, thì do nó quy mô nhỏ cái số đầu tư của nó lớn hơn, tức là cỡ khoảng 1,6 triệu đô 1 MW. Và cái số đầu tư cho một cái nhà máy điện phân hydro này thì nó cỡ khoảng độ 1,696 triệu đô 1 MW. Và các cái suất đầu tư này thì hầu hết là các cái báo giá có thật, hoặc là các cái con số được đưa ra trong các nghiên cứu riêng của các cái dự án này. Phương pháp luận bên mình đưa ra hết sức cơ bản thôi, tức là mình sẽ giả thiết là tức là đầu bài đưa ra là toàn bộ lượng điện năng sinh ra tại hai cái nhà máy điện gió này sẽ dùng để điện phân và sản xuất khí hydro, và để xác định xem là mình nên đặt cái công suất của nhà máy hydro này, sản xuất hydro này là bao nhiêu MW, thì mình sẽ tính ra được, đầu tiên là mình sẽ tính ra cái sản lượng hydro đầu ra là khoảng bao nhiêu, và sau đấy mình sẽ ước lượng là cái giá bán của cái khí hydro này có thể chấp nhận được để cả cái cụm dự án này, bao gồm cả cái nhà máy, các cái nhà máy điện gió ngoài khơi và nhà máy sản xuất hydro này có hiệu quả về mặt kinh tế. Thì ở đây thì phương pháp luận là mình sẽ thay đổi cái gam công suất của nhà máy hydro này. Và ứng với mỗi cái gam công suất đấy thì nó tương ứng sẽ ra một cái lượng sản lượng khí hydro nhất định. Sau đấy bên mình sẽ đề xuất cái giá bán khí hydro ứng với mỗi cái giá trị của cái gam công suất của nhà máy hydro, làm sao cho cái gọi là cái IRR của cả cái cụm dự án này bằng 12%, tức là cái gọi là cái financial interest rate return, tức là nó là cái gì nhỉ? Nó là cái hoàn tiền nội tại bằng 12%. Cái số 12% này thực ra nó tính theo một cái quy định của Việt Nam, tức là yêu cầu một số các nhà máy điện khi mà được đầu tư thì nó phải có cái khả năng hiệu quả mặt kinh tế, đây là một cái chỉ số một kinh tế thôi, thì họ yêu cầu là cái nhà máy điện đấy thấp nhất là phải 12%, nên bên mình tạm thời lấy cái số này giống như một cái số để tham khảo, nó reference để đánh giá hiệu quả kinh tế của cả cái cụm nhà máy này. Phát điểm thì do là mình ở đây đầu vào thì cũng đơn giản thôi, tức là xuất phát điểm là có công suất đặt của các cái nhà máy điện gió có rồi. Cái thứ hai là bên mình sẽ thu thập được các cái số liệu về 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 gió tại cái khu vực lắp đặt cái nhà máy đấy. Sau đấy thì lập ra cái tính toán để tính ra cái công suất có thể phát được của các nhà máy tại khu vực, đồng thời là từ từ cái công suất đấy thì mình sẽ xây dựng được cái đường cong tích lũy công suất cho cả năm của cả nhà máy đấy. Sau đấy thì mình sẽ dùng cái sau đấy thì mình sẽ từ cái đường cong tích lũy này mình sẽ tính được cái sản lượng điện sản xuất của cái cụm nhà máy đấy trong vòng 1 năm. Từ đấy thì mình sẽ ứng với sẽ ứng với từng cái giá trị thì công suất của cái nhà máy sản xuất hydro này sẽ tính ra được cái lượng điện năng tiêu thụ của cái nhà máy hydro ấy trong 1 năm, và tính ra được cái sản lượng khí hydro đầu ra. Sau đấy thì ước lượng cái giá khí hydro bán thấp nhất, làm sao cho cái chỉ số FIRR 12%, và được tính như thế đến khi nào mình chọn được cái giá trị gam công suất thấp, gam công suất của nhà máy hydro ứng với cái việc cái giá bán của nhà máy thấp nhất trong cái giải mà mình xét, thì
thì đấy sẽ là cái gam công gọi là hợp lý có thể chọn được cho cái nhà máy sản xuất hydro. Thì như ở slide trước mình có trình bày, tức là từ cái cái dữ liệu gió thì bên mình sẽ xây dựng được một cái đường cong, cái đường hình màu xanh này nó là cái đường cong tích lũy về công suất của cả cái nhà máy điện trong vòng 1 năm, đây là 8.760 giờ. Thì mình có thể hiểu là cái đường giống như kiểu một đường tích phân ấy, tích phân cái được có cái đường bao là 20 xy này, và cái đường bao là cái đường công suất này, thì mình sẽ tính ra được cái sản lượng điện sản xuất cả năm cho cái cụm dự án điện gió đấy. Còn ứng với mỗi giá trị công suất của nhà máy hydro ấy, thì nó sẽ tiêu thụ một lượng điện nhất định. Đây mình minh họa đấy là cái khoảng màu cam đây, ví dụ là ứng đây, ví dụ là đây là khoảng độ 550 MW, thì cái đường màu cam đây nó sẽ tương ứng với cái sản lượng điện tiêu thụ của cái nhà máy sản xuất hydro đấy để sản xuất ra khí hydro. Còn lại cái phần trên này là cái lượng điện dư thừa không sử dụng đến của cả nhà máy, của nhà máy điện gió đấy. Thì cái việc dư thừa điện như này thì nó cũng là một cái gọi là cái lãng phí trong cái đầu tư của cả cụm dự án. Và tuy nhiên là trong trường hợp mà nếu mà đầu tư cái công suất của nhà máy hydro mà cao quá ấy, thì cũng không tốt, tại vì là sẽ có những cái thời điểm mà nhà máy đấy phải chạy non tải hoặc như thế nào đấy, nó sẽ không huy động hết được cái sản lượng điện hàng nặng của cả 1 năm cho nhà máy sản xuất khí hydro ra, là nó cũng sẽ gây thiệt hại về về kinh tế ra, là mới sinh ra cái bài toán như bên mình đặt ra như vậy. Thì từ cái đường ở trong cái bài toán này thì bên mình đặt ra cái khoảng gọi là cái khoảng công suất được xét cho cái nhà máy sản xuất khí hydro nó cũng đơn giản thôi, từ 849,5, tức là đây là bằng tổng công suất của hai nhà máy điện gió, và có thể và mình chạy cái bộ số liệu chạy từ quản trị này đến cỡ khoảng 160 MW. Mỗi bước thay đổi là khoảng độ 50 MW. Thì cái hình này biểu diễn cái đường màu xanh này, cái đường cái cột màu xanh này là cái sản lượng điện tiêu thụ của nhà máy sản xuất hydro mà ứng với gam công suất như vậy. Còn cái cột màu đỏ cột màu vàng này là cái lượng điện dư thừa. Thì như mình nói, ví dụ như là nếu mà đặt cái công suất của nhà máy hydro là bằng đúng cái tổng công suất của hai cái nhà máy điện gió, thì toàn bộ lượng điện sinh ra có thể dùng sản xuất để sản xuất khí hydro. Tuy nhiên là cái đấy thì nó lại hơi lãng phí, vì không phải lúc nào gió nó cũng phẳng lì để mình chạy hết hết công suất của nhà máy. Còn ví dụ khi mà đặt cái lượng công suất mà thấp quá thì cái lượng điện sinh ra nó bị cũng bị thừa nhiều quá, nó phải cắt lại, có những cái thời điểm mà nó thừa thì không dùng đến, thì nó cũng gây lãng phí cho cả cái cụm nhà máy sản xuất hydro cũng như là nhà máy điện gió. Ứng với mỗi cái gam công suất của cái nhà máy sản xuất khí hydro đây, thì bên mình cũng tính ra được một số cái số liệu đầu vào, ví dụ như là chi phí để xây dựng này, chi phí cho thiết bị này, chi phí các cái chi phí các phát sinh khác, hoặc là chi phí dự phòng. Sau đấy thì tính được tổng chi phí đầu tư cho cả cái cụm dự án, bao gồm cả nhà máy khí hydro và cụm điện gió ngoài khơi. Sau đấy thì đưa ra các cái gọi là các phân tích sơ bộ về về kết quả sản xuất kinh doanh, về dòng tiền, rồi để làm thông số đầu vào để tính
cái chỉ số FIRR. Thì như mình nói, tức là do cái đầu ra cuối cùng của cái cụm này là khí hydro, thì và cái khí hydro này được bán đi, nên ra là mình sẽ cố gắng bán được với giá càng càng thấp càng tốt, để gọi là để thu hút người mua, mà bán giá càng thấp càng tốt, và trong và thỏa mãn được cái điều kiện về 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 chỉ số về kinh tế. Thế thì ứng với mỗi cái gam công suất của nhà máy sản xuất khí hydro ấy, thì bên mình tính ra được cái giá bán hydro đề xuất theo vẽ theo cái đường cong này, và mình bên mình tính ra được là với cái công suất cỡ khoảng độ 450 MW, thì cái giá khí hydro có thể bán được đề xuất ra là cỡ khoảng 7,99 cent, à 7,99 đô trên 1 kg khí hydro. Thì cái này là giá trị thấp nhất, và bên mình thì đây là giá trị có thể coi như là tối ưu trong hoặc kép cho cái dự án này, để có thể để cho nhà đầu tư cân nhắc để lựa chọn việc xây dựng cái nhà máy, cái ga quy mô công suất của nhà máy Hydro ứng với giá trị như vậy. Thì đấy chỉ là một số các kết quả sơ bộ thôi. Còn về kết luận thì trong cái bài trình bày này thì mình cũng cũng trình bày từ đầu, tức là khí hydro thì nó có rất nhiều tiềm năng ở trong đời sống kinh tế ấy, và kỹ thuật nói chung, và nó sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, để thay thế cho các cái loại hình năng lượng tái tạo. Thì trong cái bài trình bày này mình đưa ra một cái gọi là kết quả hết sức cơ bản về về việc là kết hợp giữa xây dựng một nhà máy điện gió, thực ra là hai nhà máy điện gió, để sản xuất khí hydro tại Việt Nam, và bằng cách là lựa chọn cái quy mô công suất hợp lý nhất cho nhà máy sản xuất khí hydro, và cái phương pháp lựa chọn thì như mình trình bày cũng hết sức nó cũng đơn giản là cho thay đổi cái gam công suất của nhà máy hydro với các giá trị khác nhau, sau đó thì đưa ra một cái giá bán khí hydro đầu ra đề xuất, làm sao cho cái cụm dự án bao gồm nhà máy điện gió và nhà máy sản xuất khí hydro có hiệu quả kinh tế. Và cái phương pháp này ấy thì nó đơn giản và dễ áp dụng trong các cái giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi của một dự án hydro, tức là các cái nghiên cứu về về mặt đề xuất lên ý tưởng, và cũng tức là về mặt thực tế thì nó cũng sẽ dễ 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 tiếp cận hơn so với những người mà không có nhiều chuyên môn mà học thuật. Còn trong tương lai thì bên mình sẽ cố gắng là đưa ra một cái mô hình nó chi tiết hơn, tức là bên mình sẽ đưa ra những cái mô hình chi tiết về vận hành, các cái yêu cầu về vận hành của cái hệ thống sản xuất khí hydro, ví dụ như là cái nhiệt độ vận hành này, hoặc là hiệu suất bao nhiêu, tức là có thể là ví dụ trong cái bài toán này mình đề xuất là 450 MW, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có thể hoạt động được đồng bộ với cả cái sản lượng điện sản xuất ra của cái nhà máy điện gió như thế, thì cũng cần phải cân nhắc. Cái thứ hai là có thể cân nhắc cái việc là mở rộng cái mô hình ra, tức là cái mô hình này không phải là chỉ là nối giữa nhà máy điện trực tiếp với nhà máy hydro nữa, mà nối với hệ thống điện, để xem là và cân nhắc được một số các cái yêu cầu về cân bằng công suất trong hệ thống, hoặc là các cái yêu cầu về thị trường điện mua rẻ bán đắt như thế nào đấy. Nó cũng là một cái ràng buộc và cái tham số đầu vào, và với cái việc mà đưa ra thêm nhiều ràng buộc và tham số như thế thì
Bên mình cũng đang có gọi là có ít là cũng muốn là sẽ tự sử dụng một số xem xét và sử dụng một số cái thuật toán heuristic optimization để xem là liệu có đưa ra được một cái kết quả lý tưởng hơn hoặc là chi tiết hơn không. Và sau đây mình xin kết thúc cái bài trình bày ở đây. Xin cảm ơn mọi người và các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn bài trình bày của anh Khánh ạ. Thì vậy xin mọi người đặt câu hỏi cho anh Khánh. Mọi người có thể đặt câu hỏi trực tiếp bằng hình thức giơ tay hoặc là cũng có thể là bật mic lên và hỏi luôn cũng được ạ. Dạ alo. Dạ vâng em Alo. ạ. Vâng, Mai Hà ạ. Cảm ơn Dr. Khánh về phần trình bày. Mình có một câu hỏi về tức là nó sẽ như thế này, thường là khi mà người ta bắt đầu một cái dự án ấy, là người ta sẽ phải có những cái thông thông tin phụ trợ. Ví dụ như là bây giờ người ta sản xuất ra Hero thì cái ứng dụng của Hero vào đâu, thì thường là họ sẽ có cái phần thông tin đó. Thì không biết là bên nhà đầu tư họ có đề cập tới cái đó trong cái dự án này của bên mình không, các cơ thể? Thực ra thì cái này thì ở một chừng mực nào đấy thì mình có thể tiết lộ được thôi, tại vì thực tế là cái nhà đầu tư này người ta đề xuất ra ra cái dự án này, người ta cũng có gọi là cũng có ký các cái biên bản ghi nhớ về việc là mua cái khí hydro đầu ra của họ rồi. Họ ký với cả một số các cái đơn vị tại Nhật hoặc là Úc gì đấy để người ta bao bao tiêu lại cái lượng khí hydro này sản xuất ra. Thông tin chi tiết thì xin phép cũng không được nhắc tên nhà đầu tư cũng nhắc tên cái đơn vị đối tác họ ở đây, tại vì bên mình ký cái cam kết về bảo mật thông tin rồi. Dạ Nên vâng. Không biết là còn ai có câu hỏi gì không ạ? Cũng hơi xin lỗi mọi người là cái này thì nó cũng không phải là điện tử công suất lắm. Thực ra đặt đầu bài của Tân trước cho mình đấy là Energy Conversion, đợt đấy làm đang đang làm cái dự án này thì mình cũng nghĩ luôn là sẽ có thể dùng cái này để gọi là giới thiệu với cả mọi người cái một cái hướng gì đấy ở Việt Nam thôi, chứ cũng không 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 phải đặt nặng vấn đề về học thuật hay gì. Thực sự xin mọi người thông cảm. Không, em thấy cái những cái hướng mới rất là hay đấy ạ. Thì em có câu hỏi cho anh Khánh là thực ra em thì em cũng làm thuần về điện tử công suất, tức là nếu mà khi mà làm việc với fuel cell thì em cũng chỉ làm các bộ biến đổi thiết kế theo cái yêu cầu bài toán đặt ra đấy. Thì em thấy sự khác biệt giữa 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 yêu cầu công nghệ của fuel cell là điện áp thấp và dòng cao chẳng hạn như thế đấy. Thì như đối với này, ví dụ ở trong cái phần của bài Khánh trình bày thì cái phần là thực ra là em không không biết gì. Vâng đấy thì anh có thể tóm tóm tắt qua một chút về về cái hình thức truyền tải năng lượng, cũng như là đầu tiên là tóm tắt về hình thức là truyền tải năng lượng, ví dụ như nó khác khác với lại cái nó khác với lại cái wind turbine hay là các cái nguồn renewable energy gì khác ở chỗ nào. Và cái thứ hai em muốn đặt câu hỏi đấy là liệu, vì anh Khánh trước cũng làm điện tử công suất rồi cho nên em muốn hỏi là liệu bản thân em và những người mà chuyên về thiết kế các bộ biến tử các bộ biến đổi điện tử công suất thì có thể thực hiện ở cái vị trí nào trong cái hệ thống hôm này, cụ thể một chút ạ. À, Vâng, vâng, dạ xin cảm vâng, ơn Thắng. cảm ơn Mình Khánh ạ. đây xin quay lại cái hình này. Xin ngồi đợi một chút. Cái hình này. Này, thực ra thì như này, tức là như mình trình bày, tức là cái khí hydro này
nó được ứng dụng trong rất nhiều cái lĩnh vực, và cái lĩnh vực mà ứng dụng nhiều nhất đấy là hiện nay đang là dùng để sản xuất phân bón. Ở đây nó là cái phân đạm ấy, tức là NH3 mà, thì nó có nitơ và hiro, thì mọi người sẽ dùng cái hiro đấy để sản xuất phân đạm là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì cái khí hiro này nó có một cái tiềm năng khá là hay, đấy là như mọi người làm điện từ công suất có thể thấy, đấy là nó dùng trong các cái pin nhiên liệu fuel cell. Thì cái đây đây ví dụ như là sẽ có những cái trạm gọi là trạm nhiên liệu cho cái hệ thống fuel cell, thì sẽ sử dụng cái khí hydro này để tiếp nhiên liệu cho các cái xe điện hoặc là ô tô điện hoặc là tàu điện chạy bằng fuel cell, ví dụ như vậy chẳng hạn. Hoặc là hiện nay nó còn một ứng dụng khác, đấy là như mọi người biết thì bây giờ trên thế giới người ta đang rất quan ngại về môi trường, mà ở trong cái lĩnh vực phát điện thì có mấy cái nhà máy nhiệt điện than này hoặc nhiệt điện khí này, thì những cái nhà máy đấy khi đốt các cái nhiên liệu hóa thạch như vậy thì đều sinh ra khí CO2, thì người ta muốn thay thế các cái nhiên liệu hóa thạch đấy bằng một cái nhiên liệu nào mà nó thân thiện môi trường hơn, thì người ta cũng đang nghĩ tới là việc sử dụng khí hydro này. Thì hiện tại bây giờ đang một số tập đoàn như kiểu Hitachi hoặc là GE thì người ta đang nghiên cứu cái các cái công nghệ tuabin mới sử dụng cái nhiên liệu sử dụng trực tiếp cái nhiên liệu khí hydro này để đốt để quay cái tuabin này thay cho khí tự nhiên. Thì đấy là một cái hướng mới nhưng trong hệ thống điện. Thì đây mọi người có thể thấy đấy là tức là cái khí hydro này trong cái hình này, xin lỗi, trong cái hình này thì có hiểu là cái này thì nó không thể hiện rõ, nhưng mà có thể thì hiểu là cái này có thể thay thế bằng một cái nhà máy điện chạy trực tiếp bằng tuabin khí hydro và phát lại lên lên lưới. Và như mình cũng vừa trình bày, tức là do là cái lượng điện sản sinh ra và cái nhu cầu điện ở trong hệ thống điện nhiều khi nó thay đổi liên tục, và không phải lúc nào nó cũng cân bằng nhau. Có những cái thời điểm mà mình thừa điện sản xuất chẳng hạn, thì mình có thể dùng cái lượng điện thừa đấy để sản xuất khí hydro và mình lưu trữ lại, và sau đấy thì mình dùng cái khí đấy mình phát ngược lại, mình chạy tuabin hoặc là đưa vào hệ thống chạm sạc fuel cell thì mình tạo sản sinh ra điện phục vụ cho cái lúc mà nhu cầu của hệ thống điện nó cần. Thì có thể coi hydro ở đây có thể coi nó giống như một cái loại hình tích năng, nó thay có thể thay thế cho pin hoặc là thay thế cho các cái loại hình tích năng khác như fuel thứ. Còn câu hỏi thứ hai của Thắng ấy là trong cái chuỗi này thì ngành điện tử công suất nó sẽ ứng dụng vào đâu? Thì thực tế là như Thắng có thể nhìn thấy hoặc mọi người có thể nhìn thấy, thì trong cái chuỗi này thì điện tử công suất có thể được đặt vào tất cả các khâu, các cái nhà máy điện gió, điện mặt trời thì rõ ràng phải dùng các cái thiết bị điện tử công suất rồi. Bản thân cái quá trình sản xuất khí hydro này, tức là người ta sử dụng cái công nghệ điện phân, tức là phải biến từ điện xoay chiều sang một chiều cũng phải dùng thiết bị điện tử công suất, đúng không ạ? Và như Thắng vừa nói là Thắng tham gia vào thiết kế các cái bộ biến đổi điện tử công suất cho pin nhiên liệu fuel cell đấy, thì nó cũng nằm ở trong cái khâu này luôn, nó cũng nằm ở trong cái chuỗi cung ứng và sản xuất hydro này. Thực ra mình cũng trình bày mình cũng có ý kiến rồi, tức là cái này thì nó hơi lạc đề so với cái ngành điện tử công suất, nhưng mà cái này mình cũng xin phép đưa ra một số cái thông tin về một số các cái hướng hoặc một số cái trend mới mà hiện tại đang có tại Việt Nam thôi, chứ cũng không có cái đặt nặng về mặt học thuật. Xin cảm ơn. Anh Khánh cho em hỏi thêm một câu nữa ạ.
tại vì anh chỉ mày này em mới thấy rõ rõ hơn rồi, tại vì em cũng mà chứ cũng hơi hoang mang, à cũng hơi không tức là cũng cũng hơi không không rõ được ấy. Thì trước đây thì lab em cũng là lab là tên là fuel cell lab ấy. Thì cách đây 10 năm là điện tử công suất, tức là ở Hàn Quốc nó bắt đầu rộ nên fuel cell là cách đây 10 năm trước đấy. Tuy nhiên thì trong khoảng khoảng 10 năm gần đây thì là fuel cell, tức là 10 năm trước, trong trong khoảng từ trước đó đến 10 năm, trong vòng 10 năm thì tự về về sau thì chính phủ rót rót vốn vào cái phần fuel cell này giảm dần, và Hàn, và sau đấy thì lab em không còn làm fuel cell nữa ấy. Tuy nhiên gần đây trở lại đây đấy thì tự nhiên họ lại rộ lên cái fuel cell, nó bắt đầu chính phủ lại rót tiền vào, và một số công ty ở ở Hàn thì họ cũng bắt đầu đặt hàng lab em làm về các cái bộ điện tử công suất cho fuel cell rồi, là thì chứng tỏ rằng là nó có một cái, nó có một cái yếu tố gì đấy, không biết anh Khánh có thể chia sẻ được không, anh Khánh có biết không? Cái này về nội tình của Hàn thì mình cũng không nắm rõ được, nhưng mà theo quan điểm của mình thì cái fuel cell hoặc là bản thân cái khí hydro này, cái công nghệ về hydro này hiện tại đang là một cái trend trong trên thế giới. Nó không phải là chỉ là cái trend về mặt kỹ thuật hoặc là kinh tế đâu, thực tế nó là cả một cái trend về chính trị nữa. Tức là bây giờ thế giới đại đồng bây giờ đang đang dương cao ngọn cờ là bảo vệ môi trường, muốn đánh dẹp điện than, nên dẹp hết điện than, dẹp hết điện khí đi, thì mà cái nguồn năng lượng tái tạo thì nó cứ phập phà phập phù như thế này, lúc nó lên lúc nó xuống, thì họ muốn là tìm kiếm một cái dạng năng lượng mới có thể thay thế cho các cái nhiên liệu hóa thạch. Thì họ đang nghĩ, họ đang thấy rằng cái khí hydro này nó là một trong cái gọi là cái cửa để họ lách qua các cái rào cản như vậy. Và bản thân cái fuel cell thì theo mình hiểu thì nếu mà để gọi là nếu mà để đưa cái ra thương mại hóa thì tất nhiên ấy, nó vẫn là về mặt tiền thôi. Mặt công nghệ thì mình có thể vượt qua được, nhưng mà tiền thì nó là một rào cản. Nhưng mà Vâng rồi, bây đầu giờ tư rất nó càng lớn, ngày nó vốn sẽ càng lớn. rẻ, bản thân cái khí hydro ngày này nó cũng thế, mà ngày xưa nó có thể đắt nhưng mà dần dần về sau nó rẻ. Thực tế thì cái giá mà bên mình tính ra là gần 8 đô trên 1 kg khí hydro nó vẫn còn khá là đắt, tại vì cái khí hydro mà sản xuất từ than đá ấy, nó sẽ chỉ còn khoảng nó hiện tại nó chỉ khoảng hơn 1 đô thôi, 1 đến 2 đô thôi. Nhưng mà cái khí hydro mà sản xuất từ như là từ năng lượng tái tạo thì nó sẽ càng ngày càng rẻ. Thậm chí ở một số các cái nước mà có tiềm năng gió điện mặt trời tốt như Úc, người ta đặt ra một cái mục tiêu là trong vòng khoảng 10 năm nữa là cái giá hydro có thể sản xuất từ năng lượng tái tạo có thể giảm xuống bằng gần bằng cái giá hydro cho sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch bây giờ. Thậm chí là những cái thể loại mà sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch còn bị đánh thuế carbon các kiểu nữa thì nó thậm chí về sau nó còn đắt hơn cả cái loại hình sạch hơn tí này. Thì đấy, có thể đấy đấy là quan điểm của mình thôi chứ cũng không chắc. Dạ vâng. Vậy thì ở Việt Nam hiện tại bây giờ là có bên bên anh này hiện đang có, đang làm một dự án với công ty rồi, thì không biết còn cái công ty nào họ có đã có cái hệ thống mà chuẩn bị có sẵn, tức là họ đã làm chưa ở Việt Nam này, thì họ đã làm chưa? Thực ra thì cái nghiên cứu về hydro này ở Việt Nam cũng khá là nhiều, không phải chỉ riêng đơn vị ở Viện Năng lượng là Vâng. tuy nhiên là hiện tại bây giờ nó vẫn về rào cản lớn nhất của họ hiện tại vẫn là về mặt giá. Còn các cái nhà cung cấp thiết bị hoặc những cái dự án này, thực ra là các nhà cung cấp thiết bị, các nhà cung cấp công nghệ người ta đã có mặt tại Việt Nam rồi, người ta sẵn sàng làm các cái báo cáo thiết kế kỹ thuật rồi. Nhưng mà hiện tại về 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 mặt kinh tế, người ta đang cố gắng gọi vốn và đang cố gắng gọi là tạo nhiều fan nhất có thể để gọi một cái hệ thống pilot Việt Nam. Thì mình cũng chưa chắc là bao giờ thì họ sẽ có, nhưng mà ý tưởng thì họ đã đề ra khá là nhiều nhiều đơn vị lắm rồi. Ok, cảm ơn anh ạ. Chắc là quá 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 giờ của mọi người đấy. Không, mọi người Dạ, cảm ơn. có câu hỏi gì thêm không ạ? Cho anh hỏi câu được không? Dạ Vâng, vâng, anh mời anh Đại. Đại. Vâng.
Cho anh hỏi là từ anh thì thực ra là cũng 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 nếu mà đúng thì cũng là ngoài ngoài ngành này nên là câu hỏi có thể hơi ngớ ngẩn tí. Anh Vâng. trước thì anh nghe nói là cái xe fuel cell ấy thì nó có một cái vấn đề về mặt an toàn ấy. Khi nó cháy nổ thì vì hero thì thấy mọi người bảo nó cháy rất kinh. Đúng không? Vì nó như kiểu là bom hero ấy nên mọi người dọa thế. Thế Ừ. thì khi bọn em thiết kế cái nhà máy này, thì cái vấn đề an toàn ấy, nó cái tổng chi phí cho an toàn nó có phức tạp và nó có khó khăn hơn hẳn so với cái giá thành cho cái phần an toàn ấy, nó có chiếm nhiều không và nó có phức tạp không? Thực ra cái mặt thiết kế như nhà máy thì bên em không làm, tức là sẽ có một cái đơn vị, sẽ có một công ty của Đức, nó gọi là Thyssen Group, người ta thiết kế cái này. Tuy nhiên tức là về mặt định lượng thì em cũng không rõ, nhưng mà về mặt định tính thì như anh Đại nói thì đúng là cái khí hydro này nó dễ cháy nổ hơn hơn các cái loại khí khác, thậm chí là khí thiên nhiên. Và cái khí hydro này nó yêu cầu nó cũng sẽ cao hơn đấy, tại vì nó là cái phân tử bé mà, là nó dễ bị rò rỉ các hệ thống đường ống này, các hệ thống về 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 lưu trữ của nó ấy, thì nó sẽ nếu mà lưu trữ trực tiếp khí hydro thì nó sẽ đắt đỏ hơn. Và có một cái cách ấy, để người ta có thể giảm bớt được cái tác hại của cái khí hydro này trong cái trong trong cái nhà máy thôi nhé, trong cái nhà máy sản xuất thôi. Tức là người ta sẽ thêm một bước nữa, đấy là người ta sẽ sản xuất khí NH3 từ cái ống hydro này. Và hiện tại là trên thế giới cái tàu để chở được khí hydro thì mới chỉ có một hai cái loại công nghệ tàu có thể chở trực tiếp được khí hydro thôi, còn lại thì hiện tại người ta sẽ chuyển hết thành NH3 để người ta lưu trữ, tại vì cái khí đấy nó đỡ hơn, nó đỡ về mặt an toàn hơn, và các cái yêu cầu về lưu trữ nó cũng sẽ giảm bớt đi. Ok em, anh hiểu Vâng, rồi. cảm ơn anh Đại. Nếu mọi người không còn câu hỏi thì xin phép tắt cái chia Dạ sẻ màn vâng, hình. vậy thì cảm ơn một lần nữa lại trình bày của anh Khánh ạ.